Tiền triệu này. Vâng. Ông là ông Trần các bên đây này, người Tây xin việc lên đại diện bài công các những nhân ớt ớt. Có người đại diện lên vô trình quá. Chúng tôi đã được mẹ mình ngồi bấm mà không ai đại diện cũng chẳng có mẹ. Kể cả một đứa này ít tuổi hơn mình nhiều, nó có con đời nó lấy tay bản thân biến nói. Tôi cháu rồi mày nói thì tắt anh. Mày cũng vậy thôi, đúng không nhận nó. Việc gì chó phải ngâm cao cũng đây thì có thời việc kia phải. Cái ông nổ ra kia ra đây được. Anh trẻ con ra được tôi chống chính sách để trong đại diện. Ba triệu rưỡi. Mỗi thần 1 triệu. 200 là tiền công. Thế nhưng mà ở nhiều chỗ thì cứ đủ 6 người bảo tôi trả nó ok từ 6 phần đông ra đấy. Tí nữa phải chui vào ghế rõ. Là sơ sơ. Nó áp được cái như thế. Kể cả về ra nhà bên nói. Quả đấy. Bắt buộc có khi đoàn ta đi như thế. Quả. Cái chuyện đó của mình không thích nhưng mình kỳ mà vẫn có. Không có người đàn ông thích mình. Ông là kia ông bảo là mình phải hỏi nhiều nhung đốt sinh nhưng mà ông ấy tháng ông ra chợ một lần mấy phim mình còn vừa lòng người ta mình hỏi mình có mua đâu, khi nào mình xong rồi mình hỏi mua thì xong. Tôi thì những cái nhạc này tôi nhìn nó quá bình thường. Nếu mà thích nha là thì tôi nồi à? Ông cùng với chúng tôi con này vào nồi à? À đây là nhựa, được là cái nồi. Nếu ông bảo xong biết mà ông tâm cảm không tâm đỏ tâm kia đâu không dễ nữa. Nếu mà nói nữa tôi không muốn đâu. Tôi cứ tặng kia tình cảm đấy anh em. Tôi không cúng một chén, cúng người chén. Vậy bên kia cứ câu có nên là tôi thì không chạy đấy. Thế thôi. Và nếu không thì từ sâm bột à? Sâm bột này bao tiền gì? Mình chỉ đại diện ăn. Còn cái me này? Triệu. Mình tốt. Được. Bảo người có dễ dàng không? Tôi nhìn nó quét xíu. Được. Ông này nguy là gì? Kể cả tôi để im rằng binh tụ đại diện được. Chứ hiện gì? Tôi đại diện mà cũng không chịu nhưng nên cái công ngồi đi. Cái quả lừng làm chính ông không cái gì cả. Đây cái con kia con đang lấy thằng chồng với nhường. Cái đang lấy thằng chồng là biến nước. Cái tưởng là sẽ mua cây đằng kia thì hóa ra là thấy tay đẹp. Đấy lúc ấy là gì? Thì lại ra chiếc cây ổi vật. Đúng rồi. Rồi rồi. Mê mẩn ổi. Lê nói lại đi, tuổi của mày đi. Tức là nó thì là chị mình, chứ một tuổi thì đúng là to. Còn kéo không, nó kéo mình bắt được tuổi. Nó kéo mình phải hơn 20 tuổi. Xong nó nói bảo, nè nói là mày đi. Nhưng mà đây nó là nhà đạo. Đã hứ. Kể cả Yến Đức Nộng chị mình thì nó có nói thế đâu. Thế nhưng mà bà người ta cái mẹ không bảo mình là cháu là được rồi. Tao là chị bà nhưng mà tôi sẽ bảo là mẹ tôi chấp nhận cái này đó. Thế xong là sang đến bên kia này mày nói này bảo mày chịu mồm. Nói chung là thích kêu rồi. Thế xong mà cuối cùng trên này ôm cái quân hai tay quân. Vâng. Thằng cháu là thế. Không phải quay hàng là quay hàng khác đi. Đâu, nay đi qua rồi. Ra đây để trả tiền, trả nợ. Ai đòi đâu mà cứ ra đây trả tiền luôn. Không, nợ nó khó chịu. Chờ tí chị nhá. Đi một lượt ạ. Cây này kinh nhỉ. Cây này bao tiền chị? Bỏ ạ. Nói giảm bớt thì bằng nhiều hạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy. Ba cái cột điện, tất cả ba cái cột điện không nhà. Ba cái cột điện không vào được nhà đây à. Quay. Tiếp qua bố cắt sớm quá. Cắt hơi sớm á. Đấy, rồi nghệ thuật luôn. Giờ ra đây là giá là bao nhiêu rồi? Đấy, ra đây, 3 triệu. Đây cái chuối hả chị? Chuối. Chuối. Tác phẩm rừng xanh. Chưa mấy cái thân chính của nó đây chắc khoét rồi. Đấy. Phường đây. Đấy, cùng một mẹ luôn. Cùng một thân luôn. Suối. Sộp kìa nhìn giá màn quá. Đỏ tía. 3 triệu. Quá rẻ. Quá rẻ. Cái kia là sang tên rồi chú. Có phải của chú không nhỉ? À không phải. Không phải, giống thôi đúng không? Hoa là hoa tím rồi. Nhầm. Tên mình làm hoa vàng. Quái này thế để bên đấy. Chả thấy chậu đâu. Thế tao cái tán nó ngọn hơn, kín kẽ hơn. Đúng rồi. Đúng sợ sẵn. Kia hơi lời xòe. Đằng kia giờ này chợ to quá chứ. Ba cái cột điện đấy. Qua đó anh nhìn không? Đây là mày to ba cái bỏng thả lên đúng không? Đằng sau này quay mặt sau này.
xinh đẹp đây, tay chuột đây. Quá nhiều người mua. Nay tiên đẹp trời. Trời cứ dọa mưa nhưng mà không mưa. Đây, 3 triệu hay là 3 triệu rưỡi? 3 triệu. Khoảng đấy thôi. Rồi, bây giờ đi trả nợ thôi.